hai vợ chồng em có về thăm điện Thái Hoàng Thiên của bác Kiệt ở núi Cấm. Điện đó phải có em đâu, đó bộ tổng tham mưu cũng chưa của mấy chư vị á. Bên mấy vị họp hành mỗi ngày, mấy vị là cũng như mình vậy đó, chiến sự mà đang thời tận thế, mấy chư thần với hồn thiên sông núi ở trong đó chỗ linh lắm á. Nhưng mà có một cái là lúc mới xảy ra đó, ở núi Cấm á, ở bên tà thần á, họ cũng muốn chiếm hết núi Cấm, cho nên anh thấy những cái hiện tượng tùm lum la đó. Ở trong cái cõi vô vi nó có cái cung vàng điện ngọc, thì khi em xây cái điện Thái Hoàng Thiên á là tụi nó cũng tính chiếm, nhưng mà mấy vị kêu á em phải bỏ cái ấn em xuống, bỏ vô tường. Nếu em không đã làm cái đó đó, cái đó bây giờ cũng không còn linh thiêng nữa, tại vì ở bên kia nó giành giật dữ lắm, cho nên mới bỏ cái ấn vô trong tường á. Em có cái đó. Khi em xuất hiện thì để chứng minh cái Powerball, tức là vé số hàng 500 năm nay sổ. Khi vé số sổ rồi, bây giờ sổ 5 con, còn con cuối cùng nữa, mà bà con còn không chịu đi mua vé số nữa, thì quý vị thấy nó có quá sức gọi là ngu mà đại ngu không? Hồi xưa ông Văn Trình, ông nói gì thì gán nhớ ông nói gì đi. Rồi Đức Thầy Sáu Quyển nói gì thì gán nghiên cứu đi. Mà vé số bây giờ sổ hết rồi, không phải là 5 con nữa mà 5 con rưỡi rồi đó. Chữ kề cái bên là nữa đúng không? Chút xíu à. Mua là trúng liền, không chịu mua. Tại vì em xuất hiện là chứng minh sấm cơ là có thật, là thiệt. Bảo Giang Thiên Tử Sức. Đó là nói vậy em á. Với mấy cái thơ mà của mấy vị hồi xưa để đó, là bài Xuân Hạ Tác Cuồng Xuân Thơ á, rồi với có cái bài gì Hoàng Bào Áo Mão Che Thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng á. Thì mấy ông sắm cơ hồi xưa mấy vị nói không, ông đâu phải là em nói, lúc đó em còn chưa sinh ra đời mà. Hồi xưa Lưu Bang Chảm Xà là cái cả nước ủng hộ ông lên làm vua, cái nghĩa là giết được con rắn thôi á, mà người ta lại tin. Tại thời đó người ta có lòng tin người ta còn cao quá không. Còn hôm nay á, hai ông xà thần Thiên Cẩm Hoàng, Thiên Cẩm Thông ở núi Cấm mà tu mấy nghìn năm khổng lồ, mà quy phục với em, mà năn nỉ em nhận làm đệ tử. Cuối cùng em chịu không nổi, em nhận hai ông làm đệ tử ở trên núi Cấm á, em lập hai cái miếu như vậy á. Cho mà ổng rất là linh thiêng. Ở chỗ anh tới, em vừa tới á, thì là em đặt tên luôn Thiên Cẩm Hoàng, Thiên Cẩm Thông á. Vậy mà bà con cũng cà chơ. Anh nghĩ sao? Người mình giờ giống như bị uống thuốc tê hết rồi. Đầu óc não đồ tê hết, không còn hoạt động được. Tê theo chữ tiền á, tê tiền như tiền. Nhiều quá. Chứ còn chợ nhớ mình nhìn đó, ủa mình nghĩ xưa ông nội đó chỉ cầm cái dao chém rắn thôi, đâu có gì khó đâu. Mà dân là hiểu liền phải không? Còn giờ mình có hai ông rắn luôn, rắn khổng lồ. Thì giờ bển gò nói không có ở nhiều bển trên đó nha, chỉ đốt nhang rồi thôi xuống, cái đó nó không có cho mình tụ tập á. Rồi bển chỉ là đốt nhang thôi. À, luật á.
Tại trong người Việt của mình á, mỗi tuần á, nó có mấy người Việt Nam, họ mang thân hình người Việt Nam, họ nói tiếng Việt Nam, nhưng mà cái tâm của họ là quỷ. Cho nên họ lên cái họ thọt gậy đủ, kiếm đủ cớ để mà thọt gậy để cho cái núi mình gặp trở ngại nhiều thứ. Chứ người Mỹ người ta đâu có tới đây người ta làm gì. Cũng giống mấy người Mỹ thì người ta ở xa thì họ khác, như có chồng Mỹ rồi thì khác. Còn ý mình nói là Việt Nam mình ở đây nè, nó nhận lệnh từ ở phương xa. Chắc tháng được lãnh lương 3 triệu, 3 triệu tính ra có 100 mấy đô ở đây. Vừa chửi mà vừa phải núp, phải né, phải đi kiếm coi thằng Kiệt nó làm gì, báo cáo cho tao. Hay Đà Phật, làm nhiều chuyện tức cười lắm. Vậy mà họ cũng thích làm. Tháng có 100 mấy, 3 triệu à, mấy dư luận viên á. Mấy bác nghĩ 3 triệu một tháng nhiều hay ít vậy? Không bằng nhiều lúc mình đi ăn tiệc, ăn gia đình á, 10 người á, mình tiền tiếp còn hơn nữa, đúng không? Vậy mà bán lương tâm cho quỷ. Điện Thế Hoàng Thiên, anh thấy em làm 4 rồng: Xích Long, Bạch Long, Thanh Long và Lục Long. 4 vị cai quản núi Thiên Long Sơn và cũng là 4 vị gia hộ em. Cho nên khi em ngồi đây mấy vị cũng đang đứng hai bên này, lúc nào cũng có 4 rồng bay xung quanh hộ. Về mặt đời là mình đã có mấy cái đám đó 3 triệu một tháng rồi. Còn về mặt tâm linh nó ghê lắm á. Nếu mà mấy vị em gia hộ á là đâu còn ngồi đây mà chót chót đâu phải dễ. Hôm nay mấy người hữu duyên ở đây nghe được cái chữ gần thêm chữ kề chỉ vậy thôi. Tiên tri nhiều đó là quá trời nhiều rồi, đúng không? Trên thế giới đâu có ai biết chữ kề đó đâu. Nếu mà Tập Nhân Bình nó biết chữ kề giờ chắc nó rút quên, nó không còn tập trận, không còn đi hù nữa rồi, hiểu không? Một ngày tốn cả biết nhiêu tỷ tiền xăng bay cái vòng mà vòng không có làm gì hết, hù thôi. Như Putin mà biết chữ kề, Putin bữa nay đâu có hung hăng nữa, giờ đi mua vũ khí của anh Uẩn mua. Nghĩa là hồi xưa nếu mà chưa có nổ ra trận chiến, không ai ngờ Nga nó yếu như vậy. Còn mà Trung Cộng cũng vậy. Mình đã nói trước là Trung Cộng nó yếu xìu à. Chưa đánh thôi là mình đã thấy nó yếu rồi. Mấy vị nói thì mình nói trúng hết trơn á. Nó là đồ giấy, đồ mã không, mà đánh không có được gì hết. Cho nên lúc đó là mình lấy Hoàng Sa Trường Sa lại dễ ợt. Dạ, chào chị. Khi mà Trung Cộng hay ngài Nga hay là Bắc Hàn thay đổi chế độ trước hả? Tiên cơ diễn biến như thế nào? Em biết em cũng không dám nói. Nhưng mà em chỉ nói là lâu nay em nói rồi. Chẳng lẽ Mỹ với gọi là Trục chia trội với đồng minh. Ok, chỉ có đồng minh với Trục. Ai thuộc về phe Trục anh nghĩ là còn tồn tại không? Chừa lại thằng làm gì? Trục có nghĩa là những cái nước độc tài cũng như Miến Điện hay là Pakistan đó cũng là Trục. Chừa lại một cái thằng chỉ cho nhức đầu thì lúc đó cái thế giới nó mới là hòa bình hết, anh hiểu không? Thế đó. Bây giờ bà con ai ngồi ra ngoài cứ ra ngoài. Ai hỏi chuyện trên trời thì ngồi đây, hỏi chuyện dưới đất thì ngồi đây. Rồi đó thầy. Cho nên người nào hỏi chuyện trên trời ở đây, ngồi chuyện dưới đất ở đây. Để mình canh bên trên trời, canh bên dưới đất. Từ nay chắc sinh hoạt kiểu này cái bộ vui hơn à.
Ê, anh Học ơi, anh Học. Nãy em hứa em cho anh chép cái chiếc xe xe đó kia đó. Không, chiếc xe mà xe Paris xe em hay chạy chơi vòng á. Cậy nó, bữa em xin nó xin lỡ em hứa rồi. Ở trong đó có chìa khóa phải không? Cho nó chiếc xe đỏ này. Thôi nó không chịu đó, nó thích chiếc đó là cho thì chiếc đó mua 20,000 đó. Cậy nó lỡ hứa lời hứa không có lấy lời. Xe đó mới chạy được có 100 mai à. Thì cậy là bữa nó xin thấy tội nghiệp quá hứa. Chiếc nó mua cũng 20,000 bạc á. Mới chạy có 100 mai. Nó có chìa khóa chẳng không? Dạ có. Cứ đưa nó, chúc nó tới. Không nữa thôi. Đó hết rồi, xong rồi. Anh chưa không lại đưa. Đồ dụng cụ mà mua cho cái núi này á gần 600-700 nghìn á. Xe cẩu, xe ủi, xe mấy chiếc này đủ thứ hết. Núi nó phải thường đâu, tại vì mình lên dốc một chút á, mấy bác cũng đi không nổi nữa. Rồi mấy chiếc xe đưa người ở dưới chân núi đi lên, trời ơi tốn tiền dữ lắm. Cái trên trời dưới đất hai cái dù. Em biết chuyện trên trời nhiều hơn chuyện dưới đất. Chuyện dưới đất nó hơi dở, về chính trị hơi dở phải không? Chuyện trên trời thì em rành lắm, nhiều nhiều thứ chẳng. Con hỏi giữa trời dưới đất được không? Chị ngồi ngay giữa. Ngồi giữa con. Lấy cái ghế ngồi ngay giữa này là giữa trời dưới đất. Vậy nè Tiểu Lâm, hỏi ba câu thôi nghe, đừng có hỏi hoài nghe. Một câu thôi. Ok, mỗi người ba câu thôi. Giữa trời với đất. Phong trần một á, bốn vị đó, thì bốn cái vũ khí đó liên quan với bốn cái vũ khí ở dưới đất là cái cầm cây dù á, thì con nghĩ là cái máy bay không người lái, cây đàn bị bạ, thì con nghĩ là cái mà ở đây người ta bị cái hội chứng Havana. Hai cái vị kia cầm hai cái kia thì con chưa nghĩ ra. Chị đang nói chuyện tại vì chị nói em á thì em hiểu, nhưng mà cái đống người sẽ không có hiểu. Phong trần người ta là phong thần một. Phong thần, dạ. Ok, thời của Khương Tử Nha với thời của em xưa đúng không, thời Châu Văn Dương đúng không, dạ. Thời bây giờ là phong thần hai, ngày xưa là vũ khí trên trời, còn hôm nay á vũ khí là gì chị biết không? Còn cái chị đang đón á là chị sai hết rồi hả chú? Nên là chị chờ xem đi, dạ. Chờ mai mốt hội Long Hoa thì chị hỏi mấy cái này. Còn này á nhiều người căn cơ khác nhau, ta không có hiểu mấy cái đó. Chắc dạ. Chị coi phim nhiều quá, chị ám ảnh rồi. Có chú nói là cái đó thiệt cho nên. Thì em nói thiệt chứ em đâu có nói láo. Dạ. Tại vì ngày xưa em là người đó, em hôm nay em ngồi đây, dạ. Em tái sanh. Sư phụ em là ông Khương Tử Nhiên, hôm nay ông cũng tái sanh. Cứ nghĩa là một cái ekip đóng phim Thanh Minh, Thanh Nga, Đoàn Cả Lương vậy đó. Thì đóng phim này thì nó ăn rỡ nhau. Thì hôm nay thời nay trở lại thì cũng đóng phim y chang vậy. Thì sư phụ ông lập ra cái đạo Tứ Ân, đạo Phật Thầy Tây An, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi đạo Hòa Hảo. Còn em ngồi đây vậy đó. Nhưng mà ngày xưa thì em cầm kiếm, hôm nay em cầm chuỗi. Chuỗi mà lợi hại hơn á. À. Mà chú Kiệt nói chú là võ, cái đức là đứa con trai của ông vua gì đó không? Võ gì đó. Cơ xương. Dạ, dạ. Ừ. Trong người đó, sáng lập ra nhà Châu 800 năm. Dạ. Hôm nay em tái sanh lại. Ông Tần Thủy Hoàng cũng là em luôn. Dạ. Tái sanh lại luôn. Dạ. À, những cái này không phải em ngã mạng nữa đây nha. Dạ. Thì trên nói thì em nói lại thôi. Nó là một kiếp tái sanh của một con người thôi mà. Nó lộn tới lộn lui. Thời xưa em cũng là vua thần nông á. À, hôm nay tái sanh lại. Dạ đúng, trong phong thần á, ông cái ông đứa con. Rồi được rồi, chị bình luận quá, chị hỏi chị em hỏi chị bình luận. Để người khác hỏi. Rồi, xong đó chú. Ừ. Rồi, cảm ơn chú.
chờ xem Phong Đằng Hai đang diễn. À hiện giờ đang diễn Phong Đằng Hai nè. Bây giờ phải coi thêm tiếp nữa đây. Phong Đằng Hai đang tiếp tục. Cảm ơn chú. Coi phim ở đâu vậy? Dạ trên mạng đó chú. YouTube. Dạ. Trong 513 câu em nói là sẽ chờ Phong Thần Hai xuất hiện. Có ông Phật khờ khờ vậy á mà thành Phật. Còn á, mấy người mà khôn quá nói cái gì cũng nghi ngại á, ngăn ngại, không tin á, khó thành Phật lắm. Đó là gọi là cái nhẽ đó, chứ không phải mình khi mình dính cái nhẽ mình cứ nghĩ mình là thông minh. Đa số là đàn ông là hay bị cái đó. Họ không bao giờ họ hiểu cái nhẽ là cái gì. Cái nhẽ đi chung với thông minh á. Còn phụ nữ thời nay mấy vị ở trên nói là sẽ được độ nhiều, mà khi mà một hai vợ chồng mà một người phụ nữ mà biết đạo lên đây lại Phật đọc kinh rồi không có giống như thời mới cưới nhau rồi âu yếm rồi vui rồi như kiểu đời phải không, mặc đồ Victoria Secret đồ khiêu ngợi chồng rồi không còn nữa, thì lúc đó ông chồng lại bất mãn, tại khi ông xỉn về ông không còn mấy cái đó ông coi nữa thì ông chán. Thì từ đó vợ chồng lục đục. Thì lúc đó hai người, người đi lên, người đi xuống là chỗ đó. Cho nên khi mình chọn mà đi về thì mình phải có cái sự, phải có cái chấp nhận. Được cái này mất kia, giống như mình cầm tiền mình mua đồ thì phải cái account của mình đi xuống. Nhưng mà không ngờ khi mà cái người cầm tiền mua đồ có nghĩa là đi đầu tư. Mà đầu tư một là 1 triệu chứ đâu phải là mua là mất đâu. Đầu tư vô cây nhang, đầu tư vô dĩa trái cây với bông hoa cúng Phật là đầu tư á, là mua đúng không, thì là đi được đi về. Cho nên đa số á, là thời nay á, những phụ nữ á, hiểu về Phật nhiều họ được về nhiều, còn đàn ông á thì chắc rớt xuống lịch bịch để mà đầu thai làm lính lính như kiểu lính Nga. Trời ơi, bữa qua là nó quất cái là 500+ người đi luôn. Nga chết nhiều lắm mà tự nó không dám công bố. Đánh dở ẹt, lính cũng dở ẹt, xe tăng cũng dở ẹt, chiếc máy bay cũng dở ẹt, chiếc chục thăng gì mà ngầu nhất của nó 10+ triệu cũng dở ẹt, mới bị bắn rớt nữa. Bữa nay quân Ukraine đánh đâu thắng đó, thấy tức cười không, nước nhỏ xíu thôi. Cho nên sau này nước Việt mình đừng có tưởng là thua Trung Cộng nha. Đánh là giống như thời Quang Trung vậy, đánh qua tuốt cái phiên Quảng Châu luôn á. Còn miên là 30 giây. Thường á, mình nói tiên cơ thì để cho mấy đại ca bển nghe có sự chuẩn bị. Còn hơn là không ai nói. Mà mình nói mình mong cho nó đừng xảy ra. Tại vừa nói vừa khấn. Tại vì mình nói là 80% còn 20 là do Thượng Đế với Hội đồng Chư Phật. Thì dầu sao có chuẩn bị còn hơn là không có chuẩn bị. Nó đánh bất ngờ á, nó cáp vườn một cái thôi á. Đầu lâu chắc cả nhà này cũng không đủ á. Thì hy vọng những gì mình nói nó không có xảy ra. Nhưng mà đa số hồi xưa giờ 3 năm nay nói gì nó cũng xảy ra hết trơn. Xin hỏi anh cái dấu hiệu thiên tâm á, thì cái chữ học ở trên và ở dưới có phải là trái tim không? Dưới là trái tim. Mà sao trái tim này thông thường là nó ngược? Cái đó chắc còn phải về trời con hỏi cha quá, Thượng Đế. Ở trên cha kêu vậy thì mình cứ làm vậy thôi. Tại vì thế gian mà nói ngược nhưng ở trên nói xuôi thì sao? Thì cái dấu này của Thượng Đế mà. Đeo hôm nay cái dấu, ai mà hữu duyên đó, đeo cái dấu này sẽ được cứu qua mọi nạn tai.
mọi bệnh tật luôn á. Tại chứ gì có cái lực mạnh lắm, đang gia hộ cái dấu này của cái thời này. Còn cái này nó xuôi nó ngược, miễn nó đẹp là được rồi. Cái gì nhìn cũng quen mắt, riết nó cũng đẹp. Nhưng mà ở trên á là có cái dấu này trên trời, có dấu này thấy máy bay á. Bữa cái anh kia anh bay ngang đây á, nó cũng hiện lên trên trời cũng vậy thôi mà. Đâu hiện vậy đâu, đúng không? Nhưng mà cái dấu này là thiên. Thiên tâm có nghĩa là thiên đạo. Tất cả trên thế giới đa số là 80% đạo Hồi giáo cũng thờ ông trời, đạo Ấn Độ giáo cũng thờ ông trời, Hindu cũng thờ ông trời. Chỉ có Phật giáo là Phật thôi. Nhưng mà Phật giáo chỉ có 500 triệu người trên thế giới. Thế giới này 7 tỷ người, đa số 6.5 tỷ người là đạo thờ ông trời. Mà thiên ma xuống, tức là Atola ở bên Trung Đông, bên Iran, Iraq và tụi Palestine nữa, đánh nhau Do Thái tối ngày. Đạo Do Thái cũng là thờ ông trời nha. Nó chỉ khác khác một chút thôi. Cũng giống như cơm chiên, cơm cá kho, cơm sườn, cơm này lai lai cũng là cơm, đúng không? Thì cái thiên tâm trong tương lai sẽ thống nhất tất cả các đạo đó lại. Chỉ có học Phật thì không có còn giành Thượng Đế nữa. Tại vì đạo Phật, đạo Từ Bi biết nhân quả, ai đâu giết nhau nữa. Còn bây giờ nó thờ ông trời, nhưng mà nó ăn hiền ở lành đó, nó đụng đâu nó lại đó đó, rồi nó đi từ ở Mecca qua tới đó, thấy là rất là sùng kính. Nhưng mà họ không bao giờ, nhóm người đó và những người Công giáo Catholic cả tin lành luôn, họ không tin là cái linh hồn đi từ thân này qua thân khác, từ xác này qua xác khác. Họ không tin, họ biết là có, nhưng mà khi họ học như vậy thì họ chỉ chấp vào cái cuốn kinh thời xưa thôi. Cho nên sau này muốn mà cho một hoàn chỉnh nhất của cái thế gian này, để cho mấy nghìn năm sau mình không còn thánh chiến và không còn nhân chiến, tức là người mình đánh người mình, không còn giành cái biển lưỡi bò hay lưỡi trâu gì nữa, thì chỉ có học Phật mới biết sợ. Chứ bây giờ ở bên Trung Cộng á, tượng Phật, tượng Chúa gì nó đốt láng hết trơn, là vô thần mà, tam vô mà, vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc. Thì đó là đạo Thiên Tâm ra đời ở cái thời nay. Con là người nhận lệnh của bề trên, hội đồng chư Phật và Thượng Đế. Tất cả các tầng trời đều đang gia hộ cái dấu này trong cái thời này. Đó là 1000%, 1000000%. Ai không tin á, bữa nào mà ở nhà có chuyện gì đi, thì cứ cứ lấy cái dấu này một khấn rồi xin thử coi. Thiên Tấn Kiệt có nói sai không? Nó có cái sự linh ứng nè, chứ không phải mình nói là mê tín đâu. Con là người di mạch chip mà làm gì có chuyện gì mê tín. Mà trong Đại Tạng Kinh á, đã có từng nói ở cái thời mà Pháp áo vàng không có độ được đời, sau này có một người, người đời độ được người đời, và nói tiếng bình dân nhưng mà lại độ được. Cho nên hôm nay mới đạo mới có ra đời không bao lâu mà có mấy chục triệu người hưởng ứng. Đó là một chuyện kỳ tích, trong 30.000 năm nay chưa bao giờ có ai xảy ra chuyện này. Cả tất cả các tôn giáo, là vì không phải con tài giỏi, không phải ông Ngô Minh Chiêu hay là ngài Minh Đăng Quang hay là cả Chúa Xu thời xưa, con không có dám phân bì. Nhưng mà ở cái thời nay gấp rút như vậy, cho nên tất cả các tầng trời, tất cả các giáo chủ của tất cả các tôn giáo đều quy tụ về để giao hộ cái dấu này, thì nó mới làm, nó mới chuyển xây được cái tâm của con người. Mấy chục triệu người hôm nay, hôm nay có một số người Mỹ nữa. Nhưng mà sau này á, khi mà con về đô, về khỏi Thiên Long Sơn, về núi Cấm, thì mấy thằng Mỹ này á, nó mới quản hồn. Thì từ đó Thiên Long Sơn sẽ nổi tiếng trở lại. Khi một cái chìa khóa mà mở ra, tất cả các cánh cửa sẽ mở ra. Ngày đó là trứng rồng sẽ nở. Hôm nay trứng rồng còn trong trứng, chưa có nở. Thì lúc đó đó, đạo lập ra từ ở núi này, Thiên Long Sơn, thì lúc nó sẽ rộ ra toàn thế giới. Nên nhớ nha, một ca sĩ ở Mỹ ca một bài hát á, là lấy được mấy chục triệu.
còn Việt Nam mình ca một bài hát à, có mấy nghìn bạc à, huống chi cái đạo này mà ở Mỹ, nước Mỹ mà ngay cái vùng Silicon Valley giàu có này nữa, thì biết một người mà lớn lên từ nhỏ ngay cái đất này mà lập ra cái đạo này, thử sau này độ được dân vùng này không? Hiện bây giờ thì họ không biết, tại mình nói tiếng Việt. Nhưng mà sau này á, mà nó nhìn lại một đống mà thứ mà nó ăn hiếp mà nó đang nằm ở trong computer của Mỹ dùng này nè, cái khỉ gì nó cũng tính tiền mình hết, mình làm đúng luật luôn, mà nó cũng kiếm chuyện mình đủ điều để đóng cửa mình, thì nó càng khổ chừng nào á, sau này nó càng hối hận chừng đó. Cái bài học ngày xưa đóng Chúa Giê-xu ba cái đinh á, 2000 mấy năm sau nó vẫn chưa học. Nó ăn hiếp cái Thiên Long Sơn bao nhiêu, sau này nó hối hận bao nhiêu. Cho nó vậy đó. Tại vì lúc mà thời lập cái Thiên Long Sơn năm 2014, các chư vị mới nói con rất là khổ. Nhưng mà sau này á, hàng muôn tỷ người trên thế giới sẽ kéo về cái núi mình á. Còn bây giờ mình ngồi đây mình nói thao để mà làm bằng chứng. Con người từ đời này qua đời nọ nó cứ vô minh như thế, làm hoài vậy đó. Bây giờ Chúa ngày xưa á, mà cứ đứng trước mặt mấy cái người ở hàng xóm ổng nói chuyện, nó cũng quýnh ổng à. Mày con thờ mộc mà có gì khác biệt với tao? Cũng giống như giờ mỗi một người mình đều có linh hồn khác nhau hết. Có ai biết linh hồn của người này là ở trên, linh hồn người kia là đang ở dưới. Cái linh hồn khác nhau nhưng mà cái thân người ai cũng giống nhau. Cái linh hồn mới là quan trọng. Còn thân người, người nào cao nhất là cũng là 5'8", 5'9", con là 5'8". Là cũng như bác thôi đúng không? Ăn là cũng ngày 2 buổi như bác thôi. Nhưng mà cái hồn con là khác. Tại vì cái hồn con tối á, bác thì ngủ ngáy, còn con phải chiếc thân đi tùm lum trên thế giới. Hai cái khác nhau. Sáng dậy thì ngồi nói chuyện là bác nghe được. Nhưng ban đêm thì con đi làm việc ghê lắm á. Về chảnh, về trời, chầu cha, chầu mẹ chảnh. Trên thế giới này ai gọi tên Thiên Tấn Kiệt là con chiếc thân con đi tới đó. Ở đây thiếu người nằm mơ thấy con hoài à. Không phải là mơ đâu, thiệt không á. Thì khác là khác chỗ đó. Hồi xưa sư phụ cũng y như vậy. Mà lúc thời sư phụ mà chưa bị mất tích, Đức Phật Thầy á, cũng bị ta chửi như thường. Tại vì đâu phải là mình ăn miếng hấu mình mới biết là nó ngọt hay là lạc đúng không? Thì mình thấy hấu thì mình là thấy ngon rồi. Thì cho nên những cái chị mà vô tư, phụ nữ vô tư mà khờ khờ vậy mà thành Phật là chỗ đó đó. Con người mất lòng tin như cây thiếu nước. Con người học càng giỏi chừng nào càng khô khan, càng cọc càng khó khăn chừng đó, mấy bác có công nhận không? Con người càng tin về tâm linh, tin về vũ trụ bao la, tin về cái thần hồn là vô thường, xác thân là vô thường, người đó sẽ rất là nhẹ nhàng cái đầu óc, không có bực bội, không có khổ. Ai vừa gạt mình 5000 á, mình cũng cười hề hề. Những người học càng giỏi, tham quyền cố vị chừng nào, họ mất một đồng á, giống như là họ xả một đống máu vậy đó. Họ tiếc tiền đó. Cho nên tại sao tiền của con cá nhân, con làm bao nhiêu, con đều đem dâng hết cho cộng đồng. Là vì con đã hiểu được cái đó, mà hiểu từ lâu rồi. Ngày xưa mở chùa Phim Manh, ở dưới gần đây này, hiện giờ đang hoạt động một đống Phật tử đang dưới 10 mấy triệu. Lúc đó vợ đẹp, 3 đứa con, ngày nào cũng khóc chạy qua chùa, năn nỉ ông đóng cửa chùa tại bả đạo Công giáo. Cuối cùng á, chọn Phật mà mất vợ 3 đứa con á. Cái dấu này là cái dấu của thời đại, nó gọi là thiền bát nhã. Những cái gì sấm cơ á, mình không phải là nguyên chức thiền á, đậu ở bến Bạch Đằng rồi cái sau này chế độ có gì cái người ta nhảy xuống thiền. Người ta hiện người ta nghĩ như vậy, tại cái trí tuệ bình thường quá. Thiền bát nhã là cái này nè, cứu là cứu linh hồn của mình. Còn cái xác của mình á, nhiều lúc bệnh tật hay ốm yếu mà mình là người tốt mới vậy cho quỷ xác để mình đầu thai lại để cho kịp cho cái thời vàng kim kế tiếp, nâng cấp lên, upgrade lên iPhone 5 thành iPhone 14.
bác là công giáo rồi bác cũng qua chịu ngồi nghe con nói chuyện đó, bác cũng siêu á. Tôi còn nhiều câu hỏi về tâm linh lắm nhưng mà hỏi đi. Nói là thì cũng chẳng hạn như clip 161 anh có nhắc là bên phía bên thánh kinh bên đạo công giáo có tới 800 điều sai, mà tôi nghĩ lại nếu mà 800 điều sai làm sao mà hôm nay hơn 2000 năm cái đạo đó vẫn được. Cho nên bây giờ ở Thánh Vatican đâu có mấy cái trường dạy mấy ông cha đóng hết. Thì như bỏ qua bên ý đi. Khi một cái cây cổ thụ nó trước khi nó chết á, nó khô nhưng mà cây vẫn còn đứng. Hiện bây giờ á, con nhìn thấy đi, bao nhiêu chuyện ở bên đó mình nói này nó hơi đụng chạm trên này nha bác. Đến một cái lớp lên lúc này á, phải lên lớp thì phải lên lớp. Nếu mà còn tồn tại thì ở bên Vatican, ở bên Ý là mỗi năm đào tạo ra biết nhiêu ông cha rồi, bây giờ đâu còn ai học nữa đâu. Nhưng ngược lại, hôm nay một bông sen nở lên ở bên Phật giáo. Đạo Phật mình gọi là vấn nạn suy đồi. Gần mấy chục năm nay, 80 năm nay, cơ trời mà bác. Nhìn đi. Những vị Bồ Tát người ta không có phải người thường, cái đầu của người ta siêu lắm. Ngài viết làm kinh á, ngày đêm 7-8 ngày không cần ngủ. Những gì đó cũng không có mệt nữa. Như con ngồi nói chuyện nguyên ngày cũng không mệt. Điển á. Sống bằng hơi, bằng không khí.